Xin chào, đã quay trở lại với MA Channel. Lại là mình đây, Hùng 20 sang đây. Trong rất nhiều những video trước thì mình đã chia sẻ về những con máy có hiệu năng ngon rồi. Nhưng mà mình thấy rằng là có một số bạn yêu cầu mình làm những con máy có dự pin trâu nhưng mà không cần có hiệu năng quá tốt. Tại vì cái nhu cầu căn bản của bạn là chạy Grab này, hoặc là chủ yếu xem phim nghe nhạc thôi, chứ không chơi game nặng. Chứ vậy trong video hôm nay mình sẽ tổng hợp 4 chiếc smartphone có dự pin ngon nhất trong cái phân khúc giá tầm 2 đến 5 triệu để xem chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như thế nào nhá. Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Chiếc điện thoại đầu tiên trong danh sách này là một chiếc điện thoại trong phân khúc giá 2 triệu đang rất hot trong thời điểm hiện tại. Đó chính là cái sản phẩm Vsmart Joy 3. Đây là một trong những chiếc smartphone mình thấy rằng là rất là bất ngờ tại sao Vsmart có thể làm được một chiếc điện thoại rẻ và hiệu năng tốt cũng như là dự pin nó trâu đến như vậy. Nói qua về chiếc máy này thì như mình đã làm những video chia sẻ hôm trước, với chiếc máy này chúng ta sẽ có thiết kế đẹp 3 camera này, chúng ta sẽ có màn hình kích thước lớn là 6,5 inch. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái cấu hình rất là ngon với con chip là Snapdragon 632 đi kèm với dụng RAM ROM là 2GB cũng như là 32GB hoặc là 3GB và 32GB tùy cái phiên bản các bạn lựa chọn. Và mình thấy rằng là với viên pin của chiếc máy này thì đây gần như là một trong những chiếc máy có dự pin ngon nhất trong cái phân khúc giá là 2 triệu đồng. Cho dù các bạn tìm hàng chính hãng hay là sách tay thì cũng rất khó để kiếm được một chiếc máy ngon bổ cấu hình cao mà lại rẻ như là Vsmart Joy 3. Thì đó chính là cái sự lựa chọn đầu tiên của mình trong cái phân khúc giá là 2 triệu đồng. Bây giờ thì mình sẽ tăng cái phân khúc giá lên một chút là xấp xỉ 3 triệu đồng thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn nào. Và chiếc điện thoại thứ hai mình muốn giới thiệu bạn là một chiếc điện thoại trong cái phân khúc giá loanh quanh 3 triệu đồng và đó chính là cái sản phẩm Realme 5. Với cái sản phẩm Realme 5 thì nó sẽ có những cái điểm nổi bật như sau. Thứ nhất là về cụm camera của nó trong phân khúc giá 3 triệu đồng, chúng ta sẽ có tận là 4 camera các bạn ạ. Và thứ hai đó chính là về phần màn hình. Thì màn hình của cái sản phẩm Realme 5 này thì nó sẽ có kích thước là tương tự so với cái sản phẩm Vsmart Joy 3, khi nó sẽ có kích thước hiển thị là 6,5 inch, chúng ta sẽ có độ phân giải là HD. Và bây giờ mình sẽ nói một chút về phần cấu hình. Thì với sản phẩm này nó sẽ chạy cho mình cái vi xử lý đó chính là 665 đến từ nhà Qualcomm. Và với cái vi xử lý này thì mình đã làm những cái video chiến game rồi, mình thấy rằng nó khá là tốt với những cái game cơ bản như là Liên Quân hay là một số tựa game như là Free Fire chẳng hạn. Còn nếu anh em chơi PUBG thì với con chip 665 này thì nó sẽ hơi đuối nhẹ một chút. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều các option cấu hình khác nhau từ 3, 32, 4, 64. Và với dung lượng pin thì đây là một trong những chiếc máy có dung lượng pin cũng cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá, đó chính là 3 triệu đồng khi nó sẽ có dung lượng pin là 5000 mAh. Và với dung lượng pin là 5000 mAh và đi kèm với con chip tiết kiệm điện như là 665 thì mình tin rằng là với cái sản phẩm Realme 5 này nó sẽ cho chúng ta cái thời gian sử dụng rất là trâu các bạn ạ. Ít nhất là trong vòng một ngày với những cái nhu cầu sử dụng liên tục, nghe gọi, nhắn tin cũng như lướt web và xem phim. Nhưng mà có một cái điểm yếu của cái sản phẩm Realme 5 này, đó chính là nó sẽ không được trang bị công nghệ sạc nhanh. Chính vậy thì với dự pin là 5000 mAh thì nó sẽ là hơi mất thời gian sạc một chút các bạn ạ. Thì cái này sẽ tùy các bạn thôi. Tại vì là mình thấy rằng là với dự pin là 5000 mAh, sau khi các bạn xài hết một ngày dài thì tối về các bạn chỉ việc cắm pin và sáng mai các bạn chỉ việc rút sạc ra và đi làm thôi, chứ không cần quan tâm đến cái việc là sạc nhanh cho lắm. Thì đó chính là cái ý kiến cá nhân của mình. Còn thực tế thì sẽ tùy nhu cầu sử dụng của các bạn nữa. Và chiếc điện thoại thứ ba mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là một cái sản phẩm đến từ nhà Samsung. Nó sẽ có tên là Samsung Galaxy M30. Trước đây ít hôm thì mình đã làm một cái video về cái sản phẩm Samsung Galaxy M30 này rồi. Và mình thấy rằng đây cũng là một trong những chiếc điện thoại cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá đó chính là hơn 3 triệu đồng. Và cụ thể hơn thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30 nó đang được bán với mức giá là 3.790.000 đồng tại di động thông minh. Thì chi tiết hơn các bạn có thể click vào đường link ở phần mô tả video để biết thông tin về chương trình khuyến mãi cũng như là giá bán của M30 nhé. Và với sản phẩm Samsung Galaxy M30 thì chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh như sau. Thứ nhất thì nói về phần màn hình, với những chiếc điện thoại khác trong phân khúc giá tầm hơn 3 triệu đồng thì chúng ta chỉ có màn hình là HD mà thôi, hay là tấm nền đơn giản chỉ có là IPS. Nhưng với sản phẩm Samsung Galaxy M30, chúng ta sẽ có tấm nền đó chính là Super AMOLED cùng với cái độ phân giải đó chính là Full HD Plus các bạn ạ. Và với cái độ phân giải Full HD cộng với lại cái tấm nền là AMOLED thì mình tin rằng là cái hiển thị của cái sản phẩm Samsung Galaxy M30 là một trong những cái điện thoại có khả năng hiển thị tốt nhất trong cái phân khúc giá, đó chính là loanh quanh 3 đến 4 triệu đồng.
Và nói đến cấu hình của sản phẩm Samsung Galaxy M30 ấy, thì mình thấy rằng nó sẽ hơi đuối nhẹ một chút khi nó chỉ được trang bị con chip đến từ nhà Exynos mà thôi. Với con chip đó chính là Exynos 7904 và chúng ta sẽ có 4GB cùng với 64GB bộ nhớ trong. Nói qua về cấu hình này thì mình cũng đã làm những cái video test game rồi. Và mình thấy rằng là với con chip Exynos 7904 ấy, thì cái khả năng chiến game của nó sẽ cực kỳ là tệ với tựa game PUBG. Còn nếu anh em đơn giản chỉ chơi những tựa game như là Liên Quân hay là những tựa game nhẹ thì ok. Và với những nhu cầu tác vụ sử dụng hàng ngày như là Facebook, Zalo hoặc là TikTok thì ok, gần như là không có bất kỳ một sự giật lag nào. Ok, nói đến cái viên pin thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30 nó sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 15W fast charge. Và với viên pin là 5000 mAh đang có trên cái sản phẩm Galaxy M30 ấy, thì mình tin rằng là nó sẽ cho chúng ta một thời gian sử dụng rất là trâu. Tại vì với nhà sản xuất Samsung ấy thì với lượng pin thậm chí 4000 mAh thôi nó đã có thời gian sử dụng rất là trâu rồi. Huống gì là 5000 mAh thì chúng ta còn có thời gian sử dụng nó còn trâu hơn thế, tại vì Samsung nó tối hóa viên pin rất là tốt các bạn ạ. Và đó chính là ba cái lựa chọn smartphone pin ngon 5000 mAh trong cái phân khúc giá tầm 2, 3 cũng như hơn 3 triệu. Nhưng nếu như pin 5000 mAh còn chưa đủ cho bạn thì mình sẽ mang đến cho bạn một cái lựa chọn ngon lành hơn với chất lượng pin lên đến là 6000 mAh và không ai khác, đó chính là cái sản phẩm Samsung Galaxy M30S. Đây là một chiếc smartphone vừa được ra mắt cách đây vài tháng đến từ nhà Samsung, và với chiếc loại này thì nó sẽ có một dự pin rất là khủng bố các bạn ạ. Và trước khi nói về viên pin thì mình sẽ nói qua những điểm khác. Với chiếc máy này chúng ta sẽ có màn hình đó chính là 6,4 inch và nó sẽ có cho mình cái tấm nền đó chính là Super AMOLED đi kèm với một cái độ phân giải là Full HD Plus. Và cũng tương tự như với sản phẩm Samsung Galaxy M30 thì với cái màn hình trên M30S thì nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng hiển thị rất là tốt, màu đen sâu, độ tương phản cao. Và nếu anh em đang muốn mua một chiếc điện thoại để xem phim ngon thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Hơn nữa thì về phần cấu hình của cái sản phẩm Samsung Galaxy M30S thì mình cũng đánh giá rất cao các bạn ạ. Khi trong phân khúc giá này chúng ta sẽ có con chip đó chính là Exynos 9611 với tiến trình đó chính là 10 nanomet. Con chip này thì chúng ta có thể chơi được tựa game PUBG ở với đồ họa là HDR cộng với Ultra. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo anh em chơi PUBG ở cái đồ họa này, tại vì nó sẽ khá là giàn lag, mà anh em nên chơi ở cái mức đó chính là mượt cộng với cực độ thì nó sẽ tốt hơn, khi nó thể bật được đồ họa ở trên 60fps và khi các bạn trải nghiệm thì nó sẽ ổn định hơn. Và với sản phẩm Samsung Galaxy M30S thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản cấu hình duy nhất hình như bán tại thị trường Việt Nam, đó chính là 4GB cộng với 64GB bên trong. Hình như ở thị trường quốc tế thì nó sẽ còn có phiên bản là 6GB nữa các bạn ạ, nhưng mà hình như là phiên bản đấy thì không được đem về thị trường Việt Nam thì phải. Nói về phần camera thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30S thì nó sẽ mang lại những trải nghiệm rất là ngon khi chúng ta sẽ có một cái camera chính là 48 chấm và chúng ta sẽ còn có một cái camera tele là 5 chấm để hỗ trợ khả năng chụp ảnh 6 phông một cách tốt hơn. Và ngoài ra chiếc điện thoại này nó sẽ có một cái camera góc rộng để giúp anh em có thể chụp ảnh phong cảnh hoặc là lưu lại những cái khoảng khắc trong cuộc sống. Và nói về viên pin thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30S như mình đã nói, nó sẽ có một dung lượng pin thực sự rất là trâu, 6000 mAh. Và với lượng pin này thì anh em có thể thoải mái sử dụng trong vòng ít nhất là một ngày với những cái nhu cầu nhiều nhất. Trước đây thì mình đã có làm những cái video test game cũng như test pin với sản phẩm Samsung Galaxy M30S này rồi. Và cái thời gian on stream cũng như chiến game liên tục của nó lên đến là hơn 10 giờ các bạn ạ. Phải nói là cực kỳ trâu luôn. Anh em nào chơi Liên Quân hoặc là chơi những tựa game nhẹ mà mua chiếc máy này về thì chơi cả ngày không hết. Và nếu như bạn mua chiếc máy này về để xem phim ấy thì mình tin rằng là với chiếc máy này nó có thể xem phim được đâu đó là 14 đến 16 tiếng liên tục. Phải nói là cực kỳ trâu. Hơn thế thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30S này nó sẽ còn được trang bị công nghệ sạc nhanh đó chính là fast charge 15W và tốc độ sạc của con này thì đã có rất nhiều trang đo rồi, nó chỉ rơi vào tầm 1,5 chứ là gần 2 tiếng mà thôi. Cũng nói chung thì cũng sẽ là tương đối nhanh với một cái viên pin nó to như vậy. Và với sản phẩm Samsung Galaxy M30S này thì nó sẽ có mức giá là hơn 4 triệu đồng mình tham khảo được tại Rộng Thông Minh, thì cụ thể hơn đó chính là 4.590.000 đồng. Nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link mua hàng dưới phần mô tả video luôn. Rồi, trong video này thì mình cũng đã cùng các bạn chia sẻ về top 4 chiếc smartphone có dự pin ngon nhất trong cái phân khúc giá tầm 2 đến là hơn 4 triệu. Vậy thì các bạn nghĩ gì về những chiếc smartphone này? Và liệu có phân khúc giá tầm 2 triệu thì các bạn có chọn chiếc Joy 3 hay không? Hay là hơn 3 triệu thì các bạn có chọn chiếc Realme 5 hay không? Hay là hơn 3 triệu cũng như là xấp xỉ 4 triệu thì bạn có chọn chiếc M30 cũng như là hơn 4 triệu thì bạn có chọn chiếc M30S hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và bây giờ thì video của mình xin tạm dừng đây. Nếu bạn có thể thích đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.